Hello, welcome back to my channel Stats Get A Go. Let's go. Siren Hill. Ở đây là 8 tựa game Siren Hill khá là hay. Và các bạn có thể download những tựa game này để mà trải nghiệm và chơi. Let's go. Okay, vào tờ game thứ hai, let's go. TV here, Ekip 3DA. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm 7 món đồ. Mỗi lần vào thì sẽ có những mục tìm món đồ khác nhau. Đó là 7, 5, 6, 9. Đó, thứ 8, 9. Tức là khi vào thì sẽ có những cái khác nhau. Và nó sẽ đặt ở những vị trí khác nhau. Các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm đủ những món đồ đó. Và khi đó thì các bạn sẽ ấn vào cánh cửa. Rồi hoàn thành được cái này. Game này cũng khá đơn giản thôi. Nhưng nếu các bạn tìm muộn quá, tìm lâu quá thì sẽ xuất hiện xuyên hiệu TV here. Rồi đó thì các bạn sẽ bị tiêu diệt.
ok, và còn một món đồ nữa thôi. Đây rồi. Sau đó các bạn ấn thẳng vào cánh cửa này và các bạn hoàn thành được cái này. Đó, khá đơn giản thôi. Và mình sẽ làm lại một lần nữa nhá. Đấy cơ. Ở đây thì còn 6 món đồ. Once. Two. Three. Four. Fight. Oh my god. Anh này có vẻ thủ khá là kinh. Fight!
xung quanh, tìm kiếm tất cả ba ngôi nhà. Và sau đó thì sẽ đến điểm sáng cuối cùng là hoàn thành chỗ này. Hiện tại thì mình đã đi được hình như là ngôi nhà đầu tiên này, ngôi nhà thứ hai. Các bạn sẽ phải tìm đường đến ngôi nhà thứ hai là đây là một con đường cung. Ok, và từ game tiếp theo, let's go. Đứng yên ở đây với tài nhé, lại là